Giờ sau đây mời quý vị trở lại phần tin địa phương của chúng tôi. Hội chợ y tế do Tổ hợp Y tế Premier Care tổ chức. Vào sáng ngày Chủ nhật 5 tháng 10 vừa qua, Tổ hợp Y tế Premier Care đã tổ chức hội chợ y tế tại thành phố San Jose. Phóng viên Việt Today đã có mặt để gửi đến quý vị phần tường trình. Quốc Bảo xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 30 phút sáng ngày Chủ nhật 5 tháng 10 năm 2014. Chúng tôi hiện đang có mặt tại Mexican Heritage Plaza, tọa lạc tại số 1700 Alam Rock Avenue, thành phố San Jose. Chương trình ngày hôm nay thì Tổ hợp Y tế Premier Care đã tổ chức hội chợ y tế lần thứ tư. Đây là hội chợ thường niên mỗi năm được tổ chức vào mỗi tháng 10. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay thì tất cả quý đồng hương tham dự sẽ được miễn phí các dịch vụ như là chích ngừa flu, đo huyết áp, đo lượng đường trong máu, khám mắt, khám răng, khám chân và tham khảo với bác sĩ chuyên môn. Và bên cạnh đó thì đồng hương tham dự còn được tham dự một chương trình văn nghệ rất là vui và một chương trình xổ số rất là sôi nổi. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh liên quan đến hội chợ y tế do Tổ hợp Premier Care tổ chức lần thứ tư ngày hôm nay. Đây là lần thứ tư Tổ hợp Y tế Premier Care tổ chức hội chợ y tế tại San Jose, hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe cho nên đồng hương San Jose tham dự rất đông. Chúng tôi nhận thấy đã có gần 600 đồng hương ghi tên tham dự, cộng với hơn 50 tình nguyện viên và bác sĩ tham dự hội chợ lần này. Chúng tôi có dịp tiếp xúc với chú Quyên Mai, là một cư dân của San Jose. Ông vừa được chích ngừa flu và đã chia sẻ. Tôi khám tổng quát tất cả, trước mắt là chích ngừa, rồi tại khám mắt, rồi khám răng. Dạ. Chú, cái cảm tưởng của chú khi mà những cái hội chợ y tế tổ chức cho công chúng như vậy, cho quần chúng như vậy đó, thì đã có ít lợi không thưa chú? Dạ thưa, rất ít lợi chứ. Dạ, bởi vì chúng tôi thì đã lớn tuổi rồi, cho nên chi hàng năm thì cần phải đi khám để khám tổng quát tất cả để biết mình có bệnh gì. Đồng hương San Jose đã có mặt ngay từ đầu giờ và đã xếp hàng ngay ngắn trật tự để được lần lượt chích ngừa flu, khám mắt và đặc biệt gian hàng của 7 pharmacy cung cấp dịch vụ đo lượng đường trong máu hoàn toàn miễn phí, cho nên số lượng đồng hương tham gia xếp hàng rất đông. Theo chúng tôi được biết, tất cả những dịch vụ trong hội chợ y tế do Tổ hợp Premier Care tổ chức hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có dịp tiếp xúc với bác sĩ Ngô Ngọc Tuyên, trưởng ban tổ chức, và ông cho chúng tôi biết. Xin bác sĩ cho biết là lần này là lần thứ mấy mà hội chợ y tế được tổ chức ạ? Thưa anh Quốc Bảo, lần này đó là lần thứ tư của Tổ hợp Y tế Premier Care đứng ra tổ chức hội chợ y tế hàng năm. Vậy thưa hàng năm thì số lượng người tham dự hội chợ y tế khoảng chừng bao nhiêu người thưa bác sĩ? Khoảng chừng 600-700 người member. Và những dịch vụ trong năm nay thì nó có khác biệt gì so với những dịch vụ năm trước không thưa bác sĩ? Nói chung tất cả những dịch vụ của chúng tôi sẽ tập trung vào y tế, cộng đồng, giáo dục để cho tất cả chúng ta có được một cái kiến thức y khoa vững mạnh và sau đó như thông thường hàng năm chúng tôi đều có chích flu, đó là những dịch vụ thông thường. Ngoài ra chúng tôi vẫn có những dịch vụ khác như khám mắt, đo huyết áp, đo tiểu đường, và đây chính là những cái chúng tôi cũng có cho những cái tặng phẩm mục đích để cho quý vị mang về, đó là khoảng mỗi năm chúng tôi đều có khoảng 100 cái máy đo huyết áp. Rồi năm nay chúng tôi có cái đặc biệt là có thêm hai cái máy tập exercise. Yeah. Ngoài những dịch vụ vừa kể như chích ngừa, khám mắt, đo áp huyết, đo lượng đường trong máu, khám răng, đồng hương còn được nghe phần thuyết trình do các bác sĩ chuyên môn chia sẻ về các đề tài tiểu đường, xương khớp, bệnh tim mạch, những phương pháp cấp cứu và sơ cứu do bác sĩ Trần Vĩnh Thái, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, bác sĩ Kỷ Nguyên, bác sĩ Vũ Hữu Chung, bác sĩ Trần Văn Nam, cùng với phần trình bày của nữ dược sĩ Đông Thư về sự phân biệt của các loại thuốc Tây brand name và generic. Đồng hương tham dự đã có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe đã được các bác sĩ chuyên môn trả lời một cách chi tiết. Đến 12 giờ trưa, tất cả đồng hương tham dự hội chợ y tế được mời ăn trưa miễn phí do Lee Sandwiches tài trợ với những phần ăn và nước uống. Bên cạnh đó, quý vị tham dự còn được thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc và phần xổ số rất sôi nổi với những giải thưởng như TV Samsung 46 inch, xe đạp tập thể dục, máy đo huyết áp. Chương trình hội chợ y tế lần thứ tư do Tổ hợp Premier Care tổ chức kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày.